Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Bàn đã huy động sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đoàn thể chính trị, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Thôn Bản Ngoang, xã Thẩm Dương là nơi sinh sống của 100% đồng bào người dân tộc Thái. Thời gian qua, với sự vào cuộc của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động, bà con nhân dân đã đồng tình ủng hộ cùng xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, tham gia cải tạo vệ sinh môi trường. Hiện 76 trên 76 hộ dân trong thôn đều có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại nuôi nhốt gia súc, nhiều hộ được công nhận nhà sạch vườn đẹp. Dân tộc Thái ngày xưa là chưa hiểu biết nhiều, trâu bò là vẫn còn buộc ở gầm sàn, lợn là gà và vịt là vẫn thả rông. Là chi hội trưởng của phụ nữ thôn Bản Ngoang này thì em luôn luôn tuyên truyền vận động chị em phụ nữ là phải giữ gìn vệ sinh đường làng xanh sạch đẹp. Chị em phụ nữ và nhân dân đã hiểu ra và đã thực hiện là xây nhà vệ sinh và xây chuồng trại trâu bò. Cùng với đó, việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể huy động nhân dân thực hiện hiệu quả. Kết thúc năm 2020, xã Thẩm Dương đạt 13 trên 19 tiêu chí. Đây là cơ sở để xã cán đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2023. Là trên địa bàn xã Thẩm Dương ấy, thì năm 2020 là có 29 là các nhà tạm, nhà dột nát. Đấy, và kết thúc năm 2020 ấy thì cơ bản ở trên địa bàn xã thì các hộ có nhà tạm, nhà dột nát cũng đã được xóa. Đấy, và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể là đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc tuyên truyền vận động cũng như là kêu gọi ủng hộ giúp đỡ để cho các hộ này có thể là thực hiện cái việc xóa nhà tạm. Cùng với nguồn lực của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đã huy động được hàng tỷ đồng ủng hộ vào nguồn quỹ vì người nghèo và quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ nguồn quỹ này, trên 200 nhà tạm, nhà dột nát và hàng chục hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở. Đây là kết quả quan trọng đóng góp vào hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của các địa phương. Qua cái việc tuyên truyền vận động của Mặt trận cũng như là các thành viên của Mặt trận, bà con đã thành lập ra tổ đội là cùng nhau hỗ trợ nhau để xây dựng đường giao thông thôn. Thế rồi cùng nhau là phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, rồi cải tạo phong tục tập quán. Thế rồi đặc biệt nữa là cái tiêu chí môi trường là bà con cũng đã có những cái mô hình nhà sạch vườn đẹp. Thế rồi đường là ngõ xóm xanh sạch đẹp. Tính đến hết năm 2020, huyện Văn Bàn có 10 trên 21 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến hết năm 2025, tất cả các xã trên địa bàn huyện đạt nông thôn mới và 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sẽ tiếp thêm động lực để Văn Bàn hoàn thành mục tiêu đề ra.